vòng theo những chuyến phiêu lưu thực tế của những người dân sống ven sông ở Tây Nguyên Việt Nam, với những chiếc cờ tròn, băng qua những hàng động và hẻm núi. Trò chơi dòng sông thử thách cũng là một trò chơi cũng đáng để quý khách trải nghiệm. Trên đường đi, quý khách được trôi bồng bềnh qua các nước đèo mộc mạc, tàn tích các pháo của một ngọn huy hoàng, các hồ đá và hung thú. Sau đó, được thiên rơi vào bóng tối và bí ẩn, rồi được đưa về ga an toàn. Công viên rồng nhiệt đới là một chuỗi các cửa hàng bán lẻ phục vụ những món đồ cần thiết cho chuyến phiêu lưu của quý khách cũng như những kỷ vật dành cho người thân. Bên cạnh đó, các nhà hàng ẩm thực phong phú mô phỏng những ngôi đền bỏ hoang trong rừng sâu với những món ăn ngon và tiện lợi tại nhà hàng Dragon's Food Temple, Peacock Temple, Cool Dragon Coffee và những chiếc xe đồ ăn nhanh sẽ tiếp thêm sức mạnh làm cho chuyến phiêu lưu của quý khách. Không, em quay lại sau em làm lên kênh YouTube thôi. Dạ. 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 Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel. Cà phê, mình đi khắp nơi để mình quay à? Vâng. Đến đâu quay đến đấy thôi chị. Chẳng là vừa làm việc rồi. Đi du lịch thì quay thôi. Cũng mới vậy, cũng được mấy ngàn thôi. Đi qua khung cảnh êm ả, bây giờ quý khách hãy cùng monorail tiếp tục cuộc phiêu lưu với chiếc thuyền có sức chứa 20 khách vượt qua trò chơi thác hải tượng ngay bên tay phải của mình, đi qua các di tích đền cổ. Sau đó, cùng những đợt phun tràn ào ạt, quý khách sẽ được lao xuống không những một thác nước cao 10 mét mà còn tiếp tục đổ với thác nước thứ hai cao 15 mét. Những đợt sóng nước bắn lên sau đó sẽ làm mát cả bong tàu và bất cứ ai trong vòng bán kính 50 đến 70 mét. Tạm biệt với thác hải tượng của những chú voi đồ sộ, quý khách hãy vươn tầm mắt ra xa để hòa mình vào sự tĩnh lặng của trò chơi du thuyền nhiệt đới, mô phỏng với hình ảnh của những chiếc thuyền đánh cá Việt Nam độc đáo. Du thuyền nhiệt đới
chính là một tour du lịch sông nước thanh bình để du khách có thể lênh đênh chiêm ngưỡng cuộc sống chủ phú cùng hoa cỏ xanh mát, bằng qua hang động bên dưới thác nước. Trò chơi phù hợp cho gia đình và nhiều lứa tuổi với những cung bậc cảm xúc khác nhau trong suốt hành trình. Tạm biệt những cơn say sóng biển, chúng ta hãy cùng đi tới và hòa mình để thưởng thức chuyến bay theo dấu chân rồng của những chú rồng con màu đỏ bên tay phải của quý khách. Đây là chiếc tàu cỡ nhỏ sẽ khiến những trẻ em du khách nhỏ tuổi nhất cùng cha mẹ của mình cảm thấy hồi hộp và kích thích trên chuyến bay đầu tiên của những chú rồng con cùng đôi cánh non trẻ. Tàu monorail của chúng ta đang tiến vào khu trẻ em, nơi mở ra thế giới của những loài môn thú. Các bé có thể cùng bố mẹ tham gia cuộc diễu hành trên lưng của những chú ngựa vằn ngộ nghĩnh, đà điểu đáng yêu tại Royal Carousel, tưởng tượng bay giữa không trung cùng hàng lồng bay, hay lạc vào xứ sở thần tiên dưỡng kỳ, bay bổng và lãng mạn qua các trò chơi tái hiện sinh động những câu chuyện cổ tích đã đi vào tâm thức, như chiếc cốc thần của làng Alice xinh đẹp, hay vũ điệu cốc xoay với chiếc ấn đồ sộ của thành đẹp. Ngoài ra, trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ sẽ được khơi gợi khi các em tham gia trò chơi đoàn tàu cổ tích hay tour giải trí mini khám phá thành phố Paris hoa lệ với tháp Eiffel ở Tour de Paris. Sau khi khám phá một vùng đất rồng với nhiều cảm giác tuyệt vời vào mùa hè, quý khách hãy cùng chúng tôi nhìn ra phải để tiếp tục khám phá công viên nước bị lốc xoáy phiêu lưu trong khu rừng hoang sơ ẩn trong một hòn đảo huyền thoại của hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ tại Hạ Long. Công viên nước bị lốc xoáy chắc chắn sẽ mang đến những cảm giác bùng nổ nhất khi quý khách thỏa sức khám phá những giới hạn của bản thân trên những đường trượt xoắn ốc siêu tốc và nhận món quà tuyệt vời nhất mà công viên nước mang tặng, dành cho các chiến binh dũng cảm, khoảng thời gian thư giãn, lý tưởng trên dòng sông hiền hòa hay ở những bể bơi sôi động cùng làn nước xanh mát. Kính thưa quý khách vừa trải qua cuộc hành trình phiêu lưu lưu kỳ và đầy hấp dẫn tại công viên rồng nhiệt đới. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi khởi đầu. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày vui chơi trải nghiệm thú vị. Hết tiền rồi.